Má là im ghê thì thầm ạ. Vàng bạc là nguyên zin ạ. Phục trước cũng là xin nha Nam. Chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang Xe Máy của Quang ạ. Anh em vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho tiệm cũng như để cập nhật thêm những mẫu xe mới về theo ngày tháng năm nhé. Thì trước mắt anh em là con Grandfire ZX. Xe sản xuất năm 2005 nha mọi người. Xe là còn khá đẹp và liền lạc nha anh em. Dàn chân của xe này là nguyên zin ạ. Mình sẽ đi sơ một vòng cho anh em tham khảo nha. Đây cực nhạy nha mọi người. Sơn lốp máy là nguyên zin chưa sơn lại nha nè. Máy cực im ạ. Gần đầu bắt sáng nha mọi người. Sạch sẽ khô ráo không nhắc nhau đâu ạ. Ốc bắp này nè. Ốc đầu nha, chắc cạnh nha. Đường sơn gần cho anh em xem ạ. Máy móc là im gu thì thầm nha mọi người. Lên ga và xuống ga nha, để xem cái nồi còn tiếng âm thanh đặc trưng không nha anh em. Nồi vẫn còn giật nha anh em. Anh em khi lên ga xuống ga nghe hai tiếng cộc cộc ạ. Ốc cái nồi này còn rất mới nha anh em. Màu ghen rất là sáng ạ. Có chân là còn màu nha mọi người. Bô xin theo xe. Ở
cái bô xích ít là lên ga rất là thông máy nha anh em. Thì tiếng bô nghe khá giòn nha. Xe lên ga lớn không có một miếng khói nha mọi người. Gấp là đẹp nguyên zin ạ. Cò gấp đây anh em. Cò gấp đẹp luôn nha anh em. Không có mục mọt đâu ạ. Đẹp thì sức còn nguyên ạ. Ốc phục là con màu ạ. Tôi gấp nha mọi người, nguyên zin nha mọi người. Bạc đùm, bạc combo cũng là nguyên zin luôn ạ. Combo là chưa bị nổ nha anh em. Trình cầm của xe đây ạ. Những cặp tê này có tháo ga gắn lời sai nha anh em. Chúng bên dưới phải nằm ở trong nha. Cặp tê là còn nguyên bấm điện của hãng nha mọi người. Cặp tê cũng chưa sơn đâu ạ. Đùm đi anh em. Mình sẽ quay một vòng đùm cho anh em xem nha. Không có bị nổ đâu nha anh em. Quay bên dưới mặt tâm bua cho anh em xem. Cũng không có nổ đâu ạ. Ok, chủ có thay mới nha anh em. Phục này của mấy thằng quay ớt, quay trở ớt. Anh này có tiếng bồ nè. Canty là nhịp nhịp ạ. Chưa có số sàn gì hết hả? Không phải chụp hình hả? Xin luôn nha anh em. Đem thông số nó còn nguyên hết ạ. Bạc rất đẹp ạ. Đây, ốc cốt đây nè. Còn màu nha. Ốc cốt cũng nên nổi rồi. Gấp này là nguyên zin ạ. Đuôi gấp là nguyên zin ạ. Cặp tay cũng còn màu. Tem xích tải, tem thông số lốp là còn nguyên, đẹp hết. Mình quay bên dưới cho anh em xem luôn nha. Áo bắp chân này anh em. Còn sáng nha. Khung gác chân này có thể còn nha mọi người. Bây giờ cùng đi xem những chi tiết sát nha nè. Về lốc bên, phần lốc bên đây cũng là rất đẹp ạ. Đuôi cá là rất đẹp. Sang gọi số máy cho anh em xem luôn nha. Cái chân này thẳng gan. Đầu lòng trắng phao ạ.
Chút nữa mình sẽ mở bửng ra cho anh em xem bên trong luôn nha, để coi sườn bọng xe này thế nào nha mọi người. Đầu thì quá đẹp đó. Không chì đâu được nha anh em. Về bên dưới luôn ạ. Gầm máy là sạch sẽ, khô ráo không nhức nhau ạ. Mình sẽ quay phục trước cho anh em xem nha. Phục trước cũng là nguyên xin nha mọi người. Mình tắt máy chút nha, để rung anh em khó coi ạ. Đây ạ, bạc này bạc zin nha anh em. Bạc zin nhìn là cảm giác khác liền nha anh em. Ốc đẻ đây ạ. Còn ánh xanh luôn nha mọi người. Ốc tán là còn xanh chành luôn nha. Đùm này cũng là zin luôn, chưa sơn lại. Thế mình sẽ quay bình xăng cho anh em xem ạ. Bình xăng là đẹp nguyên zin. Nắp bình xăng là còn trắng phao ạ. Bắt đây nè. Đế yên zin, mút zin nha mọi người. 2/5 nha. Xe này tháng 5 2/5. Mút zin, da có bấm lại. Sườn là zin. Ốc bình xăng này sắc cạnh á, còn màu luôn á. Nhà tem của cửa hàng. Đó nè, bình xăng đó nè. Giá trị chỉ zin nha mọi người. Mình đi xa cho anh em dễ hình dung hơn nha. Tạm thời dán xe nè. Dành xe là trước sau là zin, không có một mọt nha mọi người. Kim bò cũng không một mọt đâu ạ. Quay bên này sẽ đỡ trái nắng hơn cho anh em nha. Dành rất đẹp nha mọi người. Thắng là thắng gan nha anh em. Bao tay có thay ạ.
Gồ cũng có thay mới nha mọi người. Giờ mình sẽ tiến hành mở bẩn ra cho anh em tham khảo bên trong nha. Ok, bây giờ mình mới vừa mở xong, bây giờ mình sẽ tháo lần lượt từng món áo này xe ra, cho từng món áo ra cho anh em xem năng sức bên trong nha. Đầu tiên mặt nạ nha mọi người. Mặt nạ này là tháng 9 2005 nha anh em. Mũ bên trong rất mới nha anh em. Mấy cái ngàm, cái chốt và còn nguyên hết ạ. Hai năm nha mọi người. Giờ mình lấy ba ga kìa. Riêng cặp bẩn là có thai nha mọi người. Năm 2012 nha. Cặp bẩn này chủ thai cũng 8 năm rồi, bởi vì nhìn thấy nó cũng ngã xuống cũng liền với cái mình xe nha mọi người. Đây mình coi cái dè còn riêng không nha anh em. Cái dè này rất đẹp nha. Vị trí nè, cái về là ghim nha anh em, 2 năm nha anh em, tháng 4, tháng 5, 2 năm vậy nha anh em. Anh em có thấy không ạ? 05 đó là về, mặt nạ là xin nha mọi người. Bên trong rất đẹp nha anh em. Chúc mình sẽ quay kỹ cho anh em ạ. Tiếp theo tôi gùa nha mọi người. Đuôi gùa theo xe 2 năm nha. Đuôi gùa là màu chưa bạc luôn ạ. Bộ mình này theo xe đâu nha anh em, đúng 2 năm nha. Còn nổi gay luôn ạ. Đây mọi người, tháng 9 2 năm ạ. Vì xe này tổng kết sơ bộ là xe này mình thấy lai cặp bẩn thôi nha. Rồi tiếp theo mình sẽ kiểm tra nắp hộp ạ. Nắp hộp 2005 ạ. Tháng 9 2005 ạ. Đây, nắp hộp đây mọi người, rất đẹp nha. Để mình lấy cái mình này ra luôn ạ. Anh em chờ mình chút nha. Tháng 9 2005 ạ. Cặp mình là theo xe cả bộ nha mọi người. Mình là đẹp nha. Còn đổi gai nha nè. Bây giờ mình đi cận cảnh từng chi tiết cho anh em xem bên trong nha. Mình nổ máy đâu cho anh em nghe luôn ạ. Sườn bọng rất đẹp nha anh em. Ốc đề là sắc cạnh nha anh em. Còn màu nha. Của đề còn màu nha. Mình sẽ quay cái chảo cho anh em xem ạ. Rất là đẹp ạ. Tắt máy cho đỡ cùng nha mọi người. Nè anh em.
ốc cổ là chưa dặn luôn ạ. Để mình quay từ từ cho anh em xem nha. Đây, còn sơn chấm vàng của hãng trên có ốc cổ nha anh em. Hầu như cổ là cũng chưa đóng nữa. Hoặc là có đóng thì đóng một lần thôi. Kéo vàng thật nha mọi người. Chúng ta mở ra mới anh em mới thấy được những cái vị trí đẹp này nha. Chịu khó mở ra chút mà anh em coi xe dễ hơn. Ốc ngoe sát cạnh nha mọi người. Sườn này là sườn zin ạ. Những món hàng rất đẹp nha anh em. Xe cục chóp IC nằm đây ạ. Mình quay cái mạng sườn cho anh em xem ạ. Đây, mạng sườn đây. Ốc chơi mái nha nè. Còn 7 màu luôn ạ. Để mình qua bên kia, mình quay con ốc chơi mái bên kia nha. Con ốc mà hộp bình này chưa mở đâu nha mọi người. Còn 7 màu nha. Ốc ngoe là còn màu nha anh em, sắc cạnh nha. Ốc bình xăng này ạ. Sắc cạnh luôn ạ, còn sơn vàng của hãng ạ. Quay con ốc chơi mái cho anh em xem nha. Ốc chơi mái là còn sơn vàng của hãng. Ốc chơi mái sắc cạnh nha mọi người. Dạ. Gần mái khá đẹp. Tôi đợi Mitsuba nha. Xin con ạ. Làm hắc ven nha nè. Nhưng mà đi rất nhẹ nha nè. Lên ga xuống ga là còn nghe cọc cọc nha mọi người. Ốc chơi mái bên dưới đây ạ. Gạt máy là sạch sẽ, trắng phao ạ. Mà có ốc này là sắc cạnh nha anh em. Mình xem gần cho anh em xem ạ. Đây ạ. Đầu lòng bao bít mạnh cho anh em nha.
Những cái ốp này cũng đẹp nha mọi người. Ốc cổ nha. Số sườn của xe này. Bây giờ mình sẽ tiến hành gấp áo lại nha mọi người.